Mà hồi nãy Chí Thành thấy con dẫn chương trình chưa có chuẩn lắm. Mà con biết Chí Thành là ai không? Dạ là diễn viên. Anh ơi, kéo mặt nạ ra. Ừ, kéo cái mặt nạ ra. Ừ. Thế gia đình con là người Bắc à? Hay là người Nam? Là người Huế. Wow, hỏi ngay giữa luôn nha. Mà sao con nói chuyện nhẹ nhàng gái Huế không? Nhẹ nhàng, nền nã, lịch sự, lễ phép, bận bộ đồ đẹp, fashion, tôi chịu luôn. Giống cô Harry Won, dễ giống sợ. Giống cô Harry Won lắm. Con có thích cô Harry Won không? Cô Harry Won là cô nào con không biết. Ơi, anh ơi. Lần thứ N. Em nói rồi, mai mốt là mình phải tự giới thiệu luôn. Dù Harry Won là vợ của cô đã từng mặc cái áo này. Mình giới thiệu luôn chứ mình đừng có hỏi nha. Gỡ mặt em. Rồi. Đừng hỏi nữa nha. Đứng mặt thôi. Bây giờ thử nè. Vĩnh như hai cái tay coi thử coi được không? Vô con mắt luôn á. Vô con mắt luôn á. Tôi có cái lực gạt. Đây nè. Ta quạt đồ gạt. Tôi sẽ hư mà. Con canh vô con mắt á con. Kệ không chúng tay cũng được. Không sao. Canh đúng con mắt cho chú nha. Vô bàn tay nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao tôi nghĩ ra cái trò ngu vậy trời. Đó. Trời ơi, sao tôi nghĩ ra cái trò tự hại mình vậy? Trời ơi. Đúng rồi, phải như vậy. Vô chúng con ơi. Bỏ đi, bỏ đi. Con ơi, bỏ cuộc. Tự nhiên ở lành lặng không muốn. Tự nhiên mày đã. Đón xem tập 13 Biệt tài tiếng Anh mùa 2 phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2019 trên kênh VTV3.